Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hồn Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng cô chú anh chị vườn mai của chị Út Vân ở Chợ Lách Bến Tre. Giao lưu chia sẻ hôm nay là mình có một số cây cúc họ Hương ghép mai tàn hả cô chú, với lại cúc đại đó, một số mai giống luôn cô chú anh chị nha, rất là nhiều loại hả cô chú. À, quý cô chú anh chị mình ưng ý cây nào liên hệ với số điện thoại của chị Dân có trên phần mô tả dưới phần tiêu đề giúp em quý cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Dân luôn ạ. Rồi em xin chào chị Dân ơi. Dạ em xin chào cô chú đang theo dõi kênh Cuộc Sống Hậu Giang. Nay em trở lại với clip giao lưu với cô chú anh chị một số mai lấy bo và mai đôm tàn nuôi chơi Tết nha cô chú anh chị. Dạ. Số giao lưu của em là số 0939 683 358, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Dạ. Dạ, mình vô clip và chia sẻ luôn chị ha. Rồi, cây đầu clip mình giao lưu cây gì đi bà chủ ơi? Em giao lưu cây 1K là một cây cúc thọ hương. Dạ. Một cây thọ hương. Cây này thân lắm, nhìn có duyên lắm cô chú anh chị nha. Đó, mình ghép được 6 bo nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Chị bánh làm được rồi dắt sạch đây. Thôi em xin tố luôn nha. Ủa sao bạn yếu dữ vậy? Hoành là 16. Dạ bạn được 16. Rồi rồi giờ nghe đã có gì chị? Chiều cao là 44. Tán ngang là 59. Cây họ Hương này em giao lưu với giá là 900. Bao phí ship 900 cây lùng liền hết cô chú anh chị. Dạ. Ủa lộn K2. K2 nha quý cô chú anh chị nha. 900. K2 là một cây thọ hương ghép mai tàn luôn nha quý cô chú. Cây này về mình lấy bo đôm tàn lại chơi Tết ha. Bo dạ. Em ghép nó cũng đã lớn ra gần liền. Đế đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. À, mai tàn cây nào cũng có đế nha quý cô chú nha. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ. Hoành là 11. Dạ rồi. Hoành đế là 28. Dạ. Chiều cao là 79. Tán ngang là 63. Cây thọ hương này em giao lưu với giá là 850. Dạ, 850 nha mấy cô. Bao phí ship. Rồi, em đổi luôn. Dạ, bả sốt 3K thấy cô chú chị nha. Hồi là đây. Một cây cúc thọ hương. Dạ. Cây này tàn đều hết rồi nha mấy cô chú. Cái dáng khum khum cũng có duyên lắm cô chú anh chị nha. À. Giờ em xin thông số nha bà chú. Hoành là 20. Dạ rồi, 20 hoành. Hoành cũ là 29. Dạ. Chiều cao là 54. Tán ngang là 64. Cho họ hương này em giao lưu với giá là 1.300.000. Dạ 1.300.000 hả mấy cô chú anh chị. Em đổi cây nha. Dạ mã số 4K. Em giao lưu là một cây cúc hoa hồng thanh tú. Dạ. Cái này về mình cắt bo được chưa bà chủ? Dạ được, cây này già bo hết rồi. Đây. Mình ghép được 4 bo luôn. Hoành là 17. Dạ 17 hoành. Chiều cao là 3. Ủa lộn, hoành cũ là 37. Dạ. Chiều cao là 64. Tán ngang là 59. Cây cúc hoa hồng này em giao lưu với giá là 1.300.000. Dạ 1.300.000. Cây này lấy bo cũng được nhiều lắm cô chú anh chị nha. Giờ em đổi luôn. Dạ mã số 5K cô chú anh chị nha. 5K là
Một cây cúc thọ hương. Dạ. Một cây thọ. Em ghép được 4 bông. Cái chú này nguyên một bề đế đâu hết cô chú anh chị. Dạ. Cứng cái chậu luôn cô chú anh chị nha. Dạ, cứ nhắc cho chị con nha. Cây này về mình cắt lấy bo. Dạ. Dạ em xin lâu số luôn ạ. Hoành là 12. Dạ, 12 hoành. Hoành cũ là 43. Chiều cao là 55. Dạ. Tán ngang là 60. Cây họ hương em giao lưu với giá là 1 triệu 3. Dạ, 1 triệu 300 ngàn nha cô chú anh chị. Một cây cúc họ hương đế đẹp luôn với cô chú anh chị nha. Rồi. À. Em giao lưu là một cây bạch mai đọt hồng. Một cây bạch mai đọt hồng nha mấy cô chú. Cây này cái đế cưng lắm cô chú anh chị nha. Mình ghép được 4 bo luôn ạ. Giờ em xin mua số nha bà chủ ơi. Hoành là 12. Dạ. Hoành cũ là 27. Chiều cao là 46, tán ngang là 43. Cây bạch mai đọt hồng này em giao lưu với giá là 1 triệu 2. Dạ, 1 triệu 200 ngàn. Dạ. 7. Dạ, K7. Ủa, K7. Em giao lưu là một cây cúc thọ hương. Dạ. Cây này có đế khéo nha, tôi tính chị nha, mình ghép được 6 bo luôn ạ. Rồi, em xin thông số nha bà chủ. Hoành là 14. Dạ, hoành được 14. Hoành đế là 39. Dạ. Chiều cao là 66. Tán ngang là 60. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1 triệu 2. Dạ, rồi, 1 triệu 2 cho nha. Em nở cây lên nha. Mã số K8. Là một cây cúc không nhị nha cô chú. Cây này mình ghép được rất là nhiều bo luôn cô chú anh chị nha. Cây này không nhị Quỳnh Tấn Phát. Cây này bông chùm. Dạ. Thơm lắm. Có đế nơm luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi em xin thông số nha. Cô chú mình nên lấy cây nào liên hệ với số điện thoại của chị Dân giúp em nha cô chú anh chị. Hoành là 13. Dạ, 13. Ủa 12. 12 hoành. Chiều cao là 59. Tán ngang là 50. Cây không nhị này em giao lưu với giá là 800. Dạ. Dạ em bỏ cây nha. Mã số K9 nha. K9 là một cây cúc đại đó. Dạ cây này. Cây này em đôn nha cô chú. Đôn tàn. Cây này được 2 mùa. Cây đang đâm tược non rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị nha. Chọc ghép to cỡ bằng ngón tay út nha quý cô chú. Rồi. Em xin thông số luôn nha. Hoành là 22. Dạ, 22 hoành. Chiều cao là 69. Tán ngang là 71. Cây đại đó này em giao lưu với giá là 1 triệu 7. Dạ, 1 triệu 700 ngàn một cây cúc đại đó già mùa luôn nha quý cô chú. Cây này mà Tết năm nay chưa Tết 2023 là chơi bông rồi ok luôn cô chú anh chị nha. Cây này có nụ về là mình thấy mặt bông luôn ha. Cúc đại đó thì nó được từ 50 tới 60 cánh. Dạ. Rồi K10 nha quý cô chú anh chị nha.
K10 là một cây cúc Tây Thi. Dạ, bữa nay mình giao lưu khá là nhiều loại giống nha quý cô chú. Mình sưu tầm giống mai nào, liên hệ với số điện thoại của chị Dân có trên phần mô tả với phần tiêu đề với tên quý cô chú chị nha. Dạ, cây này đế đều nha quý cô chú. Dạ, mình ghép được 2 bo. Rồi em xin đăng ký nha. Hoành là 12. Hoành cũ là 36. Chiều cao là 79. Tán ngang là 58. Cây Tây Thi này em cho lưu với giá là 1,2 triệu. Dạ 1,2 triệu nha cô chú. Mình ghép được 2 bo. Cái bo nó già bo hả cô chú anh chị? Về là mình sẽ thấy được mặt bông luôn nha. 1,200,000 mã số K10. Đây là mã số K11 nha cô chú anh chị ha. K11 mình giao lưu giống mai gì đây bà chủ ơi? Em giao lưu là một cây cúc không nhị. Dạ. Một cây cúc không nhị. Cây này thì tàn tròn hết rồi cô chú anh chị nha. Ghép nhà bo, cái bo nó lớn cỡ bằng ngón tay út của em mà nha quý cây này của em là 2 mùa nè. Dạ. Em đôm nó ra tàn lại đều rồi đó. Về là mình chỉ cần nuôi chơi Tết thôi, không cần phải nuôi đôn nữa. Đế nở luôn nha cô chú. Rồi em xin đưa xuống luôn nha. Hoành là 25. Dạ rồi. Chiều cao là 64. Tán ngang là 71. Cây không nhị này em giao lưu với giá là 1,5 triệu. Dạ 1,500,000. Cây lớn tàn luôn hết cô chú. Em đổi cây luôn nha. C12 là một cây cúc Tây Thi. Dạ. Cây này mình để ở bàn phòng khách là ok luôn hết cây cô chú. Cây này về mình lấy bo xong là mình cũng có mặt bông hết luôn ha. Dạ. Cô chú anh chị. Có nụ. Em thấy cái bo già luôn rồi nha với cô chú. Dạ mình ghép cái này được 4 bo. Rồi đế rất là có duyên luôn cô chú anh chị. Đế đẹp luôn nha. Dạ rồi em xin đăng số nha bà chú. Hoành là 19. Hoành đế là 42. Dạ. Chiều cao là 75. Tán ngang là 81. Cây cúc Tây Thi này em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Dạ 1,4 triệu nha với cô chú. Cây này về mình lấy bo được nhiều lắm luôn á với cô chú anh chị. Rồi đế rất là đẹp nha. Em đổi cây luôn nha. K13. Rồi K13 nha với cô chú anh chị. Là một cây gì đây bà chủ ơi? K13 là một cây cúc Tây Thi. Dạ. Cái này có nguyên một cái củ đế thì rất là dễ thương nha quý cô chú. Đó, em mình ghép chỉ có 4 bo hai cô chú anh chị nha. Giờ em xin thông số nha bà chú. Hoành là 14. Dạ rồi. Hoành cũ là 37. Dạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 48. Cây Tây Thi này em giao lưu với giá là 1,2 triệu. Dạ 1,200,000. Cây này về mình coi tàn ha. Bỏ vô cái chậu đẹp đẹp một xíu nữa nha quý cô chú anh chị là rất là dễ thương đấy ha. Rồi em đổi cây nha. 13. K14. K14 em giao lưu là một cây thọ hương. Một cây bạch mai đọt hồng. Một cây cúc hoa hồng. Dạ. Combo 3 cây 3 loại giống luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ em xin thông số luôn nha. Chiều cao của cây thọ hương là 36. Cây bạch mai là 32. Cây cúc hoa hồng là 62. Ba cây này em giao lưu với giá là 300, bao phí ship. Dạ, 300,000 nha quý cô chú. Em giao lưu là một cây siêu nụ, một cây cúc hoa hồng,
và một cây cúc không nhị. Dạ, mã số K15 nha quý cô chú. Cũng 3 cây 3 giống luôn nha cô chú nha. 3 cây này em giao lưu với giá là 300. Dạ, 300.000. Hàng này mình về cắt bo được liền luôn hết cô chú anh chị. Rồi. Hoành là cây cú cao. Cây qua. Ủa, chiều cao có cây hoa hồng là 55. Cây siêu nụ là 27. Cây không nhị là 37. Dạ rồi. 300.000 nha cô chú anh chị, mã số K15. Em giao lưu là một cặp thỏ hương. Cây này thả tàn tự nhiên, mình giờ lấy bo cũng được khá nha quý cô chú anh chị. Dạ, em xin chiều cao luôn nha bà chú. Chiều cao của cây thứ nhất là 75. Dạ. Cây thứ hai là 68. Dạ rồi. Mình giao lưu cặp này giá bao nhiêu ha bà chú? Cặp này em giao lưu với giá là 300. Dạ, 300. Bao phí ship cô chú anh chị nha. Một cặp thỏ hương K17. Dạ. Mã số K17. Em giao lưu là một cặp thỏ hương. Dạ, cái này lấy bo ha. Bo lấy bo cũng được nhiều hết cô chú. À, cho em xin cái chiều cao nha bà chú. Chiều cao của cây thứ nhất là 75. Cây thứ hai là 68. Dạ. Hai cây này em giao lưu với giá là 300. Dạ rồi, 300.000 một cặp, mã số K17 cô chú anh chị, thọ hương hết cô chú nha. Dạ, K18. K18 cũng là hai cây thọ hương lấy bo ha. Dạ. Hàng này về mình lấy bo được liền cho bà chú. Về lấy bo liền luôn á chị. Dạ. Cái này già bo hết trơn. Bộ máy 20 bo luôn ha mấy cô chú nha. Dạ. Dạ, em xin thông số luôn ạ. Chiều cao của cây thứ nhất là 61. Cây thứ hai là 63. Dạ. Hai cây này mình đã xử lý rễ hết luôn nha mấy cô chú anh chị nha. Hai cây này em giao lưu với giá là 300. Dạ. Bao phí ship. Dạ, em đổi cây luôn ạ. K19. Dạ. Em giao lưu là một cây cúc thỏ hương. Cây này thân lắc luôn nha cô chú anh chị. Thân lắc mà nó có hơi cái thẹo, nó đang liền lại nha cô chú. Dạ. Liền gần hết. Dạ, cái đế thì khá đế nha cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin thông số nha bà chủ. Hoành là 15. Dạ, 14. 14 hoành. Chiều cao là 81. Tán ngang là 58. Cái họ hương này em giao lưu với giá là 1.200.000. Dạ, 1.200.000 nha cô chú anh chị nha. Một cây cúc thọ hương thân lắc, đế đẹp luôn nha cô chú. Rồi, em đổi nha. Mã số K20. Em giao lưu là một cây cúc không nhị. Dạ, cúc không nhị. Ủa, cây này họ hương hay không nhị ta? Dạ. Ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ, thọ hương ghép với mai tàn nha quý cô chú chị nha. À, cái bo nó già hết trơn ha mấy cô chú. À, nhỏ nhỏ nhưng mà có cái đế nha cô chú chị nha. Rồi, em xin thông số luôn ạ. Hoành là 10. Dạ. Hoành cũ là 13. Dạ rồi. Chiều cao là 88. Tán ngang là 58. Cây không nhị này em giao lưu với giá là 1.300.000. Dạ. Bao phí ship 1.300.000 nha quý cô chú anh chị. 21. Dạ. Là một cây cúc tây thi. Cúc tây thi nha quý cô chú. Cây này cũng ấm tàn luôn rồi cô chú anh chị ha. Mình ghép được 5 bo nha quý cô chú nha. Dạ rồi, em xin thông số luôn ạ. À.
Hoành là 15. Dạ. Hoành cũ là 42. Dạ rồi. Chiều cao là 59. Tán ngang là 52. Cây tây thi này em giao lưu với giá là 1,2 triệu. Dạ. 1,2 triệu nha mấy cô chú. Một cây cúc tây thi đế đẹp luôn cô chú anh chị nha. K22 nha mấy cô chú anh chị nha. K22 là một cây cúc không nhị. Dạ. Cúc không nhị. Cây này nhỏ gọn dễ chơi ha cô chú anh chị. Này, thân lắc luôn nha. Dạ rồi, em xin thông số luôn nha. Hoành là 8. Dạ. Chiều cao là 58. Tán ngang là 44. Cây không nhị này em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Ủa lộn, 650. Bao nhiêu ship? 650 thôi cô chú anh chị nha. Rồi, em đổi cây luôn ạ. Cây này họ Hương phải không? Mã số K23 nha quý cô chú anh chị. K23 là một cây cúc thọ hương. Dạ. Thọ hương ghép mai tàn thông nha cô chú anh chị, một cốt luôn nha. Dạ, đế đều luôn nha quý cô chú. Rồi. Em xin thông số luôn nha. Hoành là 11. Dạ, 11 hoành nha cô chú. Chiều cao là 96. Tán ngang là 57. Cây họ Hương này em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Dạ, 1,4 triệu. Mã số K23 cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Mã số K24 là một cây cúc họ Hương để bàn. Cây này mình gấp được 3 bo nha quý cô chú anh chị. Thân lắc đế cũng khá là có duyên nha quý cô chú nha. Dạ rồi, em xin thông số nha bà chú. Hoành là 10. Dạ. Chiều cao là 56. Tán ngang là 40. Dạ. Cây họ Hương này em giao lưu với giá là 500. Dạ, 500 ngàn nha cô chú anh chị. Cây mã số K24. Dạ. Mã số K25 nha mấy cô chú. K25 là một cây họ Hương ghép tàn. Dạ. Một cây họ Hương ghép mai tàn thông nha cô chú anh chị. Cây này phong cao luôn nha. Ghép khoảng trên 20 bo luôn nha mấy cô chú anh chị. Vàng xương tàn thì rất là đều luôn nha. Dạ. Cây này có đế đều nha mấy cô chú. Rồi em xin thông số nha. Dạ rồi. Hoành là 17. Dạ. Chiều cao là 1,4 m. Tán ngang là 100. Cây họ Hương K25 này em giao lưu với giá là 3,2 triệu. Bao phí ship? Dạ, 3,2 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây này kính tàn rồi, Tết nay nữa là cái tàn thùm lùm luôn nha cô chú nha. Dạ, 3,2 triệu. Mã số K25. Dạ rồi. Cây này cũng là cây cuối clip của em. Cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip. Em xin chào. Dạ cô chú anh chị mình đồng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Loan, của chị Dân giúp em hết cô chú. À, em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề quý cô chú anh chị mình để ý giúp em nha. Rồi em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ. À.